Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 11 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Các tổ chức hảo tâm tiếp tục giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Quảng Bình phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Ăn nông, mô hình rau sạch của đôi vợ chồng trẻ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Nam Định do đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho bà con vùng lũ Quảng Bình. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận món quà ý nghĩa này. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định, đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà nhân dân tỉnh Quảng Bình đang gánh chịu. Với tinh thần tương thân tương ái, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ tỉnh Quảng Bình với số tiền 500 triệu đồng, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tại lễ tiếp nhận, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã cảm ơn tình cảm và tấm lòng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2016, Quảng Bình phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển và hậu quả của thiên tai gây ra. Bởi vậy, sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức, đơn vị hảo tâm sẽ là động lực rất lớn để nhân dân Quảng Bình nỗ lực vượt qua khó khăn. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga và Đức vừa tổ chức trao quà hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ tại Quảng Bình. Đại diện Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đã trao 3 chiếc thuyền cứu hộ cứu nạn và áo phao cho người dân các xã Cảnh Hòa, Phú Hòa, huyện Quảng Trạch, Đức Hòa, huyện Tuyên Hóa, mỗi chiếc thuyền trị giá hơn 40 triệu đồng. Đây là 3 trong số 5 chiếc thuyền được trao đợt này cho người dân vùng lũ trên địa bàn Quảng Bình. 2 chiếc còn lại sẽ được trao cho xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa và xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh. Trước đó, đoàn đã đến thăm và tặng nhiều phần quà cho các gia đình bị sập nhà và thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức cũng đã đến thăm và trao hơn 120 suất quà cho người dân xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Trước đó, từ ngày 16 đến 19 tháng 11, đoàn đã trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa và thành phố Đồng Hới. Tổng số tiền hỗ trợ đợt này là hơn 14.000 euro. Số tiền này do kiều bào Việt Nam sinh sống ở Đức quyên góp. Sự quan tâm chia sẻ của các tổ chức và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần động viên và hỗ trợ người dân các vùng bị thiên tai sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Hội đồng niên Bình Thìn thành phố Hải Phòng vừa đến thăm hỏi động viên và trao tặng 151 xuất quà, một xuất quà trị giá 500.000 đồng và một thùng mì tôm cho bà con bản Diên Diên, bản Pơ Loang, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và bà con bản A Rem, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch. Những phần quà này được huy động từ sự đóng góp hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, góp phần giúp bà con vùng lũ Quảng Bình vượt qua những khó khăn trước mắt. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng lũ Quảng Bình, ngày 20 tháng 11, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hành và Hội Từ Thiện Nhất Trung tập hợp những tấm lòng hảo tâm, tình nguyện làm công tác từ thiện nhân đạo, chia sẻ khó khăn với cộng đồng của thành phố Đà Nẵng đã đi thăm và tặng quà cho đồng bào xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch. Xã Hưng Trạch là một trong những địa phương của tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại nặng với trên 2.000 ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tài sản, gia súc, gia cầm, hoa màu của nhân dân bị nước lũ cuốn trôi. Chia sẻ về những mất mát thiệt hại của người dân xã Hưng Trạch, đoàn đã trao 200 xuất quà trị giá 100 triệu đồng cho bà con. Đây là số tiền của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hành và người thân cùng với Hội Từ Thiện Nhất Trung quyên góp ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung. Hôm qua ngày 20 tháng 11, Ban An toàn giao thông huyện Bố Trạch đã tổ chức thăm hỏi các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông nhân ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Tại các nơi đến thăm, đại diện Ban An toàn giao thông huyện Bố Trạch đã chia sẻ với những mất mát đau thương mà các gia đình phải gánh chịu. Ban An toàn giao thông huyện đã trao 14 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các nạn nhân và gia đình, động viên họ nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, ổn định cuộc sống. Xác định được tầm quan trọng của điện đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền rộng rãi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm đến mọi tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đã được các sở, ban ngành và các địa phương trong tỉnh tích cực thực hiện với các hoạt động phong phú
như triển khai tuần lễ tiết kiệm điện, chương trình chiến dịch giờ trái đất, chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện, cơ quan tiết kiệm điện, trường học tiết kiệm điện. Qua đó đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 37 triệu kWh điện, tương đương với số tiền 60 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016-2020, Quảng Bình tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu tiết kiệm từ 5 đến 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm từ 10 đến 15% sản lượng điện so với dự báo tại các cơ quan, công sở, nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện nhằm góp phần cung ứng điện ổn định, an toàn, liên tục cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân. Thưa quý vị và các bạn, ở thành phố Đồng Hới có một người đàn ông hàng ngày tìm kiếm, sưu tầm những tấm ảnh quý về Quảng Bình, trong đó phần lớn là những bức ảnh về Đồng Hới xưa. Thông thường, người ta có thổ vui sưu tầm những đồ vật cổ như tem cổ, xe cổ. Cũng là sưu tầm, nhưng thổ vui của người đàn ông này khá đặc biệt. Đó là sưu tầm những tấm ảnh cũ, ghi dấu cả giai đoạn lịch sử khác nhau của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Quá trình mình lưu trữ dữ liệu thì thấy những cái bức tranh quý của Đồng Hới Quảng Bình mà chưa thấy xuất hiện trên các cái kênh thông tin đại chúng và chưa thấy có sử sách nào ghi lại, thì mình cảm thấy đó những cái đó quý là nên lưu trữ lại để dành cho thế hệ sau. Bởi vì mình là người Đồng Hới, tất nhiên là mình sẽ yêu quê hương mình, và mình trong cái công việc lưu trữ dữ liệu thì mình dành nhiều hơn cho tìm những cái từ khóa, những cái ảnh, những tài liệu về đất Đồng Hới Quảng Bình. Là một kỹ sư tin hồng, anh Xuân đã vận dụng những kiến thức và kỹ năng chuyên môn để sưu tầm những tấm ảnh quý từ các trang mạng xã hội. Những tấm ảnh mà anh Phan Thanh Xuân sưu tầm luôn mang giá trị đặc biệt. Bên cạnh nội dung thể hiện không khí chiến đấu của quân và dân Đồng Hới trong những cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc, có không ít tấm ảnh khắc họa cuộc sống thường ngày, những sinh hoạt của người dân Đồng Hới ngày ấy. Tác giả của những bức ảnh ấy có người là nhiếp ảnh gia Đồng Hới ngày xưa, có người là tay máy ở bên kia chiến tuyến. Mỗi tấm ảnh là một khoảnh khắc đẹp, ẩn chứa trong đó những câu chuyện thú vị. Thì việc làm của cháu thì cũng rất đáng trân trọng, để nhắc nhở lại những người con Đồng Hới từ trong nước và những người ngày xa quê hương á. Biết về một cái cội nguồn của mình ở. Hiện nay anh Phan Thanh Xuân đang liên hệ trao đổi để chuyển giao khối tư liệu khổng lồ với khoảng 200.000 tấm ảnh cho những đơn vị quản lý. Anh hiểu rằng đó là khối tài sản quý giá của không chỉ riêng anh mà còn có ý nghĩa đối với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ. Do vậy cần được chia sẻ rộng rãi. Thực sự thì trong tâm tưởng của mình thì mình rất muốn những cái người Đồng Hới được tiếp xúc với cái kho ảnh của mình. Nhưng mà cả cái bác gia thì có một thế số thế hệ là không tiếp xúc được với công nghệ của mạng. Thì mình nghĩ là sẽ một lúc nào đó mình sẽ bàn giao lại cái số ảnh của mình cho Trung tâm Văn hóa Đồng Hới. Và khi đó thì Trung tâm Văn hóa Đồng Hới sẽ cố gắng xây dựng một cái phòng triển lãm và để cho người dân Đồng Hới ở xa cũng như ở gần được tới đó để thưởng thức. Khi mà khá nhiều giá trị của lịch sử dần bị quên lãng, thì việc làm của những người như anh Phan Thanh Xuân lại càng mang ý nghĩa to lớn. Người giữ ký ức quê hương, chúng tôi chỉ được gọi anh bằng cái tên như thế. Làm gì để cải thiện chất lượng dịch vụ công? Một công cụ khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ công qua hệ thống điện thoại mang tên dân chấm điểm M-Score đã được thiết lập và thực hiện tại hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Số điện thoại của người dân sẽ được các văn phòng một cửa lưu lại khi người dân đến giao dịch. Việc kiểm tra tiến độ hoàn tất hồ sơ cũng có thể thực hiện qua điện thoại thay vì đi lại nhiều lần như trước đây. Hệ thống tổng đài 1800-8006 sẽ hỗ trợ giải quyết các trường hợp tra cứu hồ sơ, phản ánh ý kiến, thắc mắc của người dân khi đi làm thủ tục hành chính. Thông qua tổng đài tự động, người dân có thể đánh giá chất lượng dịch vụ công. Số liệu được phân tích độc lập bởi chương trình sáng kiến Việt Nam thuộc Trường Đại học India và Trung tâm phân tích dự báo. Kết quả khảo sát sau đó sẽ được công bố trên cả website của các cơ quan hành chính nhà nước, tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai dự án, tại các hội nghị và trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Sáng kiến dân chấm điểm M-Score mong muốn cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ công
để người dân tin tưởng hơn vào chính quyền. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên cả lĩnh vực đáng quan tâm khác. Quảng Bình phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Ăn nông, mô hình rau sạch của đôi vợ chồng trẻ. Để tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức làm sạch môi trường sau lũ. Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường chỉ đạo đôn đốc các xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn thể thực hiện vệ sinh môi trường, chủ trong các khu vực công cộng như chợ, bãi biển. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 năm 2016. Trong những ngày sau lũ, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố thuộc Thành đoàn Đồng Hới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành thu gom rác, dọn vệ sinh làm sạch môi trường biển. Ngoài ra, cả địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức vệ sinh môi trường ở các khu vực công cộng sau mỗi đợt mưa lũ. Để chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới, người chăn nuôi ở tỉnh Quảng Bình đang tái đàn. Vì vậy, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm trong thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Bình đã phân bổ 10.000 lít hóa chất để huyện, thành phố, thị xã phun tiêu độc khử trùng cho các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, nơi thu gom động vật, sản phẩm động vật, các chợ trên địa bàn. Bên cạnh đó, Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo hai chốt kiểm soát dịch bệnh động vật Bắc và Nam Quảng Bình trên tuyến quốc lộ 1, tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc gia cầm đi qua và vào địa bàn của tỉnh để giám sát tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Để kiểm soát dịch bệnh trên giống vật nuôi, các trạm đã hướng dẫn cho các trang trại về nuôi cách ly, làm sao để ổn định tình hình dịch bệnh từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu để phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, trong những ngày này, bà con nông dân thị xã Ba Đồn đang tích cực sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai. Cũng như nhiều hộ nông dân khác trên địa bàn phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, hiện nay gia đình anh Trần Văn Hùng ở tổ dân phố Trường Sơn đang tích cực trồng lại diện tích rau và hoa với mong muốn vớt vát lại chục vốn liếng sau hai trận lũ vừa qua. Dân như là muốn để mà chăm bón để cho kịp cái Tết của nguyên đán đấy mà sơ không kịp. Cho nên là dân thiệt hại nhiều quá, coi như là dân muốn là coi như mình cho để phấn đấu mà chỉ mà mình chưa nổi, muốn cán bộ cấp trên là coi như là soi xét, là coi như hỗ trợ cho một ít là cây giống, vì hỗ trợ cho một ít là lấn đạm. Không chỉ riêng gia đình anh Hùng mà toàn bộ gần 42 hecta rau màu và hoa ở phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn đều bị lũ cuốn trôi, trong đó có 6,8 hecta rau và hoa canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Theo tính toán của Hội Nông dân Quảng Long thì hai đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng đối với các hộ chuyên canh cây rau và cây hoa với khoảng 12 triệu đồng trên một hộ. Hiện nay, các hộ gia đình này đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc tìm nguồn giống cây, phân bón để tiếp tục khôi phục sản xuất, phục vụ thị trường truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán. Hội Nông dân phường đã chỉ đạo bà con nông dân tập trung vào sản xuất và mong muốn cấp trên là hỗ trợ một cho bà con nông dân một số ít phân bón và giống cây trồng để bà con tự khắc phục những hậu quả xảy ra. Bên cạnh đó, trong những ngày này, bà con nông dân thị xã Ba Đồn đã và đang khẩn trương khôi phục sản xuất rau màu cũng như chuẩn bị tốt mọi điều kiện để bước vào vụ sản xuất đông xuân 2016-2017. Sau lũ thì ban thường vụ Hội Nông dân thị xã là tích cực chỉ đạo bà con nông dân khắc phục hậu quả lũ lụt tái sản xuất. Nhưng mà hiện nay thì gặp những cái rất nhiều cái khó khăn, đó là cái phân bón thì là hiện tại là các cái đại lý cũng đã trôi hết, rồi là giống thì là cũng rất là khan hiếm. Do đó là đề nghị các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ cho bà con nông dân của thị xã một số cái giống và phân bón để tái sản xuất, phục vụ cái đời sống được ổn định hơn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong khôi phục sản xuất, song trước khi bước vào vụ sản xuất mới, bà con nông dân thị xã Ba Đồn vẫn còn rất nhiều khó khăn. Do vậy, cần sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp các ngành, nhất là về giống cây trồng vật nuôi và các loài vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, nông dân các địa phương trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất để cải thiện cuộc sống gia đình và vươn lên làm giàu chính đáng. Ở xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch,
nhận thấy lợi thế của địa phương có nhiều đồng cỏ tự nhiên để chăn thả gia súc, anh Nguyễn Văn Xá ở thôn Hòa Bình đã mạnh dạn phát triển đàn bò cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 1998, anh Xá đã mạnh dạn nhận khoảng 3 hectare đất trồng đồi trồng, vay vốn xây dựng chuồng trại, mua bò giống để chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Ban đầu do khó khăn về nguồn vốn nên anh chỉ nuôi vài con bò sinh sản. Với phương châm lãi mẹ để lãi con, sau 18 năm chăm sóc và gây dựng, từ hai bàn tay trắng đến nay anh Xá đã có trong tay gần 300 con bò trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trong đó có trên 100 con bò đang trong thời kỳ sinh sản. Nhờ tận dụng được đồng cỏ tự nhiên để chăn thả và chủ trọng công tác phòng trừ dịch bệnh nên đàn bò của gia đình anh Xá phát triển khỏe mạnh. Ngoài việc chăn thả ở đồng cỏ tự nhiên, anh Xá còn tận dụng thêm diện tích đất vườn nhà trồng thêm ngô, cỏ voi để tăng nguồn thức ăn cho đàn bò và tiết kiệm được nguồn vốn mua nguyên liệu từ bên ngoài. Với cách làm này, bình quân mỗi năm gia đình anh Xá xuất bán được khoảng 100 con bò, sau khi trừ mọi chi phí cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trăn trở trước thực trạng thị trường nông sản hiện nay tại huyện Bố Trạch, có một đôi vợ chồng trẻ đã từ bỏ công việc với mức thu nhập ổn định để trở thành người nông dân thực thụ, xây dựng và phát triển mô hình sản xuất rau hữu cơ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình với mong muốn cung cấp nguồn rau sạch cho người tiêu dùng. Vừa có mặt trên thị trường Quảng Bình trong thời gian gần đây, sản phẩm của mô hình An Nông được thực hiện với quy trình trồng trọt hoàn toàn tự nhiên, không dùng các loại hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật. Bởi vậy, rau sạch An Nông nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Đó cũng là niềm vui của đôi vợ chồng trẻ Lê Đình Quả và Lê Thị Thanh Thủy ở thôn Két, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch. Là thạc sĩ, kỹ sư và đã làm việc tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ, thành phố Quy Nhơn. Với mức lương ổn định, nhưng đôi vợ chồng trẻ này vẫn luôn mong muốn được tự tay trồng những sản phẩm hữu cơ sạch cho gia đình. Đầu năm 2016, sau một lần về quê vợ, anh quả nhận thấy nhu cầu rau sạch của người dân rất lớn, lại phù hợp với đam mê của mình, nên anh quyết định nghỉ việc, về ở hẳn tại Quảng Bình để xây dựng mô hình sản xuất rau hữu cơ An Nông. Trong khi làm việc ở viện, mình triển khai nhiều cái dự án với bà con nông dân, đi xuống vùng sản xuất rau thì thấy bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách tràn lan quá nhiều. Nên ngay từ lúc triển khai cái dự án mà xuống tiếp xúc với dân thì mình thấy thực trạng đó thì mình rất là mong muốn là làm cái gì đó để khắc phục được cái tình trạng mà là sử dụng thuốc trừ sâu trong cái sản xuất rau thì mình mới quyết định là nghỉ việc và về đây làm. Thế hệ mình hiện nay qua tiếp xúc mình thấy cũng giống có một cái tâm trạng giống mình, có con nhỏ mình nó đi học cùng học ăn ở trường là hầu như cả ngày rồi, về với bố mẹ chỉ có buổi tối thôi. Mình nghĩ là con mình ăn, mình cũng rất là lo lắng là con mình rồi những cái đứa trẻ khác nó đi học thì ăn thì không biết là sẽ như thế nào, sản phẩm thực phẩm nó sẽ làm sao. Mình muốn làm một cái gì đó để cho con mình rồi cho cái thế hệ sau nó. Trước thực trạng hóa chất độc hại đang đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng hàng ngày hàng giờ thông qua những sản phẩm nông nghiệp thiếu an toàn, nên khi xây dựng mô hình này, anh Quả và chị Thủy phải lấy nước ngâm làm nguồn nước tưới, sử dụng các loại chế phẩm từ gừng, ớt, tỏi để phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất độc hại. Khi mà mình trồng ấy, ưu tiên điều đầu tiên là cái phân chuồng. Thứ hai thì mình cho bón thêm NPK nữa là để nó cải tạo cái đất vì cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đất. Sau đó thì mình mới tiến hành là mình trồng cây. Khi mà mình trồng ấy, mình lại kiểm soát được cái sâu bệnh bằng cách là mình chỉ dùng cái tỏi ở gừng để mình phun, không cho sâu nó ăn rau nữa. Trường hợp có những lúc mình cũng có sơ suất khi mình không kiểm soát được, khi mà nó đã bị thì mình hại mình bỏ luôn. Hiện nay, mô hình rau sạch An Nông đã được nhiều người biết đến và dần khẳng định uy tín của mình trên thị trường Quảng Bình. Nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Bố Trạch và các cơ sở phân phối thực phẩm sạch ở thành phố Đồng Hới đã tin tưởng vào sản phẩm từ bàn tay của đôi vợ chồng trẻ này. Ước mơ sao mà có được cái trang trại là nuôi được bò rồi, nuôi được gà rồi, được lợn rồi, có cái hồ để mình thả thêm cá nữa. Rồi mình trồng, sắp tới đây mình cho sen vào là cây ăn quả. Mình sẽ cố gắng làm sao để có một cái trang trại sạch. Và cũng mong muốn rằng là hy vọng là người dân xung quanh sẽ thấy và sẽ ai cũng có cái ý thức là sản xuất sạch, làm cái sạch, cái gì cũng sạch thì khi đó mình tin là người dân mình là sẽ có sản phẩm sạch để ăn là một cách đồng bộ.
Dẫu còn nhiều khó khăn trong chặng đường phía trước, nhưng với sức trẻ, lòng đam mê và quyết tâm của tuổi trẻ, tin tưởng rằng mô hình rau sạch An Nông tiếp tục phát triển, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Những nghĩa cử cao đẹp, những góc khuất của cuộc sống, những hành vi tiêu cực phản cảm, những vấn đề nóng về môi trường, giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và thông tin trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Mọi người dân có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi qua đường dây nóng 0888-444-898 và địa chỉ email thoisuquangbinh@gmail.com. Chúng tôi sẽ xác minh, xử lý thông tin và kịp thời phản ánh trong các chương trình thời sự hàng ngày trên sóng QBTV. 0888-444-898 và địa chỉ email thoisuquangbinh@gmail.com. Đường dây nóng Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, nơi người dân có thể tin cậy gửi gắm thông tin. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin gió mùa Đông Bắc. Hôm nay ngày 21 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã bão đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo ngày 24 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Bình. Do ảnh hưởng rìa Tây Nam của bộ phận không khí lạnh này kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao, nên ở Quảng Bình từ đêm ngày 23 tháng 11 có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió chuyển hướng Bắc đến Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, vùng biển ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-3 mét, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 21 ngày 22 tháng 11, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày có lúc nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm 78 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày có lúc nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm 75 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, ngày có lúc nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm 80 đến 95%. Dự báo thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 m. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày có lúc nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm 75 đến 97%.